Khu du lịch Xe Út Đồng Tháp Rừng Tràm. Những gốc tràm rất to. Rất nhiều khu căn cứ để hồi xưa. Mười lăm ngàn người. Cha mẹ quay lại coi ai. Mẹ ơi. Hư rồi đó. Đấy. Mẹ đi chơi nguyên gia đình. Mốt ai hỏi Xe Út biết ha. Cậu mới nhìn tưởng lắp cây ngồi xi măng không cha. Hôm nay mưa cũng không ướt nữa mày. Mưa cũng ướt. Chụp gì ta thu gì chụp. Tơn nghe mẹ, tơn nghe mẹ.